Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Một năm sau khi vướng nghi vấn bán dâm, Thư Dung vẫn tự tin tái xuất showbiz Việt với nhiều vai trò. Thư Dung là một chân dài quê Hà Giang. Cô tiến thân trong showbiz với danh hiệu Á hậu 3 Miss Hệ cổ International, nối Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2018, Á quân một cuộc thi người mẫu thời trang Việt Nam 2018 và Hoa hậu sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2018. Tuy nhiên, những danh hiệu này đều đã bị các đơn vị tổ chức tuyên bố hủy kết quả sau loạt ồn ào liên quan đến bộ ảnh quá nhạy cảm của Thư Dung tại địa điểm du lịch có tên Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt. Đáng nói hơn nữa, hồi tháng 9 năm 2018, ngay sau khi nhận loạt danh hiệu nói trên, Thư Dung vướng vào nghi vấn bán dâm trong đường dây nghìn tỷ. Sau khi vướng phải nghi vấn bán dâm, bị tuyên bố tước hàng loạt danh hiệu, Thư Dung tạm rời showbiz về Hà Giang chăm sóc bố bị bệnh và phụ mẹ bán trái cây. Sau 2 tháng ở ẩn, Thư Dung bất ngờ trở lại và thẳng thắn nói rằng tin đồn cô bán dâm là không đúng. Thời điểm bị công an bắt, Thư Dung chỉ đang ngồi trò chuyện trong phòng khách sạn với một doanh nhân đã hứa sẽ giúp đỡ cô mà thôi. Trở lại sau nhiều bê bối, Thư Dung mạnh miệng tuyên bố không ai có quyền tước danh hiệu của cô. Bản thân cô sẽ tiếp tục cố gắng để khẳng định mình xứng đáng với những danh hiệu đang có. Sau 1 năm kể từ ngày vướng nghi vấn bán dâm, Thư Dung trở lại showbiz Việt với nhiều vai trò. Cô xuất hiện ở nhiều hệ vẹn với tư cách khách mời. Thỉnh thoảng, Thư Dung ngồi ghế giám khảo của một số cuộc thi nhan sắc nhỏ. Cô gây chú ý với vóc dáng thon thả và cách ăn mặc khá gợi cảm. Dù đã bị các đơn vị tổ chức tuyên bố hủy kết quả, tước danh hiệu song Thư Dung vẫn tham gia các sự kiện với danh nghĩa một Á hậu. Tiếp tục theo đuổi hình tượng gợi cảm, táo bạo, Thư Dung thoải mái xuất hiện trước công chúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.